Trong đêm thi tối nay, những nét phác họa sẽ hình thành trên cả những bức tranh trong tâm tưởng, khắc họa chân dung vẹn nguyên của những cuộc tình và những người tình một thời mê đắm. Với chủ đề Chân dung một cuộc tình, chúng ta cùng lật dở từng nhạc phẩm, từng tâm hồn, tự sự, giọng ca như lần trở từng bức ảnh lưu niệm và hãy để cho phép màu âm nhạc Bolero làm cho sống động lại trong mỗi người. Sẽ có một thí sinh nữa cũng phải dừng bước. Họ phải nỗ lực hết sức trong tối nay và phải khắc họa rõ nét phong cách, cá tính và giọng hát của mình với chủ đề Chân dung một cuộc tình. Chào mừng quý vị đã đến với Solo cùng Bolero 2016. Chương trình do Đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp thực hiện cùng công ty truyền thông Khang. Kính thưa quý vị, nếu như ở đêm thi trước, chúng ta đã đắm chìm vào những không gian riêng của mỗi tâm tư, thì đêm nay, những nét phác nọ sẽ hình thành nên cả những bức tranh trong tâm tưởng, khắc họa chân dung vẹn nguyên, những cuộc tình và những người tình đã một thời mê đắm. Cũng như với mối tình cùng âm nhạc Bolero vậy, kỷ niệm xứng đáng được đặt để vào những khung tranh lộng lẫy và trưng bày tại một nơi mà tôi tạm gọi là Gallery, phòng triển lãm những bức chân dung hồi ức của tâm hồn. Như Thúy Miu nói, nếu như đêm nay sân khấu của Solo cùng Bolero là một cuốn album ảnh hồi ức sống động được tạo nên bởi 7 khuôn mặt, 7 giọng hát, thì vào cuối đêm nay sẽ có thêm một nhân vật nữa sẽ lại bước chân ra khỏi khung tranh lộng lẫy ấy với sự định đoạt của những danh ca mà đến nay họ vẫn ngự trị trong bức tranh huy hoàng của chân dung tân nhạc lãng mạn Việt Nam. Xin được giới thiệu cùng quý vị thành phần ban giám khảo. Xin chào đón nam danh ca Vũ Khanh và nữ danh ca Ý Lan. Xin được chào đón nữ ca sĩ Phi Nhung và nam danh ca Thái Châu. Vâng, xin trân trọng cảm ơn quý giám khảo và xin mời quý vị trở về vị trí trên ghế nóng. Quý Bình và Thúy Miêu được làm những hướng dẫn viên cùng với quý vị đi vào phòng triển lãm những bức chân dung hồi ức để cho phép màu của âm nhạc Bolero đánh thức sống động lại những bức tranh bằng âm thanh đó để sống lại trong mỗi người chúng ta. Chân dung một cuộc tình. Đành quên bao lời tha thiết mong chờ, sao anh nỡ đành quên chuyện tình đẹp như ước mơ, sao anh nỡ đành quên áng mây chiều nghiêng nghiêng bóng những con đường quên lối đi rồi nay nằm yên đó, sao anh nỡ đành quên kỷ niệm tràn chứa êm đềm, sao anh nỡ đành quên cho lòng này đau xót thêm, sao anh nỡ đành quên lúc đi về ai đưa đón, những khi buồn ai hỏi thăm còn đâu nữa mà mong, nỡ đành quên sao xưa con đó, thời gian không làm quên lãng bao lần trong giấc cô miên, nhìn anh âu yếm bảo anh đừng xa vắng em, sao anh nỡ đành quên cho sợ dàng buổi ban đầu, sao anh nỡ đành quên khi tình em đã trót trao, anh ơi nếu một mai có ai hỏi người tên ấy biết nói gì đây hỡi anh mà anh nỡ đành quên. Thank you.
anh sao anh giữ ấm ngày xưa còn đó. Thời gian không làm quên lãng bao lần trong giấc cô miên, nhìn anh âu yếm bảo anh đừng xa vắng em. Sao anh nỡ đành quên cho dở dang buổi ban đầu, sao anh nỡ đành quên khi tình em đã trót trao. Anh ơi nếu một mai có ai hỏi người tên đây, biết nói gì đây hỡi anh mà anh nỡ đành quên. Anh ơi nếu một mai có ai hỏi người tên đây, biết nói gì đây hỡi anh mà anh nỡ đành quên. Anh ơi nếu một mai có ai hỏi người tên đây, biết nói gì đây hỡi anh mà anh nỡ đành. Một bài hát quá đẹp và quá tình cảm. Tất cả những cảm xúc của mình nó vẫn còn bay theo tiếng hát của Lê Trinh. Cô không biết rằng là cô phải làm sao để trở thành một người giám khảo mà khó tính đối với tiếng hát và phần trình diễn của Lê Trinh ngày hôm nay. Với cái tiếng hát này làm cho người đàn ông khó có thể bước ra khỏi cái tiếng hát quá đẹp và lôi cuốn này. Không biết nói sao hơn. Trinh ơi, em hôm nay thì em vẫn giữ một cái phong độ tốt. Cái bài Sao Anh Nỡ Đành Quên, cái câu Sao Anh Nỡ Đành Quên cũng là một cái câu điểm nhấn của cái bài hát. Thì ý của anh đó là muốn em hát nó êm thì cái xúc động, cái cảm xúc nó sẽ thâm thúy hơn là em hát bình thường. Anh muốn em hát Sao Anh Nỡ Đành Quên. Mình oán hận và oán hận trong cái ký ức của mình, trong cái tâm hồn mà nó thấm hơn là mình hát bình thường, nó nghe nó không có sướng. Anh nghe không có đã lắm ngay cái câu đó thôi nha. Còn tất cả thì ok. Xin cảm ơn phần viên của em. Xin được cảm ơn quý ban giám khảo. Một lần nữa xin được chúc mừng Lê Trinh. Không biết đã có biết bao nhiêu tình khúc bolero đã kể đi kể lại mãi câu chuyện của những tay nghệ sĩ nghèo tuyệt vọng, những gã hoang tưởng tội nghiệp đem lòng si mê những giai nhân có giọng hát thật buồn. Nhạc tình vẫn muôn đời khiến cho người ta dễ dàng vương lòng luyến ái, nhưng khi nhạc lòng đã tắt, ký ức rồi cũng có phai đi. Hôm nay nếu không lầm, hình như Công Toại không được khỏe. Và tôi rất tiếc rằng hôm nay Công Toại không làm đúng cái tiếng hát của mình một cách trọn vẹn. Chắc chắn là Công Toại cũng không muốn để quý khán giả thấy là cứ phân bua về vấn đề sức khỏe. Yeah. Và tập 1 và tập 2 của Solo Cùng Bolero đã được lên sóng. Và sự xuất hiện của Công Toại cùng những giọt nước mắt mà các vị giám khảo đã đồng hành từ tập đầu đã khiến cho có nhiều khán giả không vui và nói rằng Công Toại diễn để được thương hại. Và điều đó ít nhiều cũng có tác động đến tâm lý. Nhưng chúng tôi quan điểm đây là một cuộc thi đòi hỏi sự chuyên nghiệp của thí sinh, kể cả trong vấn đề đối mặt với những lời nhận xét hay là những tình cảm đa chiều từ phía khán giả. Và thí sinh của chúng tôi đang đi qua một thử thách như vậy. Tôi hiểu cái chất giọng của Công Toại. Tôi hy vọng rằng Công Toại của lần kế tới sẽ còn đẹp hơn của ngày hôm nay. Xin chúc mừng Công Toại và cảm ơn Công Toại rất nhiều. Dạ, vâng, xin cảm ơn quý. Cô xin được nói ngược lại với cái điều của chú Vũ Khanh nói, mà cô nghe những cái nốt hát của con ngày hôm nay đối với cô quá tốt để mà định hình rằng con là một tiếng hát yếu cho cái phần trình diễn của con, hay là con hát dở đi để mà phải đợi chờ con cho một bài hát khác. Cô xin được chính tay cô vỗ tay những cái tiếng vỗ tay lớn nhất cho con trong phần trình diễn này. Cho đến giờ phút này, tôi xin tuyên bố một điều rằng là
tôi sẽ không nhìn Ý Lan nữa. Đừng có nhìn bung lên luôn. Anh bố bố gì con, bố gì con. Tôi sẽ đứng lên ngày hôm nay. Cái vai trò làm giám khảo, chúng tôi chỉ biết nhìn, nếu cần chúng tôi nhắm mắt vào để nghe tiếng hát. Công Toại đừng ghét tôi. Không ai phủ nhận là tiếng hát của Công Toại là một tiếng hát có một cái nét đặc biệt. Nhưng hôm nay là sự hoàn hảo không có. Và tôi hy vọng một tình cảm của tôi Ý Lan không bị xiết mẹ trong bản nhạc này. Không bao giờ anh ơi, là tại vì anh nói thật với con tim của anh. Mà cái sự thật của con tim của anh nó đâu có giống sự thật con tim của em. Tôi biết là tim của Lan và tim của tôi khác nhau. Thế nhưng mà Lan phải tôn trọng ý kiến của tôi, là dù có sai có đúng thì khán giả là người nhìn thấy cái điểm đó. Anh ơi, em đâu có nói rằng em không tôn trọng đâu. Em chỉ nói là em nói cái ý riêng của em. Dạ vâng. Anh phải tôn trọng cái ý riêng của em chứ nhỉ. Không biết rồi, nhưng mà tại vì Ý Lan nói rằng là ý kiến của tôi là khác, khác hẳn. Đi ngược lại. Vâng. Thì đâm tư tôi không chịu được. Mỗi một giám khảo có một cái sự suy nghĩ và một cái nhận xét khác nhau. Vâng, không ai giống ai đâu. Vâng. Vũ Khanh cứ nói cái gì Vũ Khanh nghĩ. Đúng rồi. Ý Lan cứ nói cái gì Ý Lan vâng, nghĩ. Vâng, yeah. Nãy giờ nhưng mà tôi sẽ ghi xuống cái ngày hôm nay là ngày gì đó mà chiến tranh sớm quá nè. Em thích chiến tranh như vậy đó. Em thích. Em thì em lại không nghĩ đây là chiến tranh đâu anh. Em nghĩ đây là tất cả những ý kiến khác nhau thôi. Đừng cho đây là chiến tranh, xong rồi nó trở thành không đẹp đối với nhau. Rồi Ý Lan nói tiếp đi, còn nói nữa không? Cho em nói thêm một chút xíu nữa thôi. Rồi, nói là đi, trong cái bài hát cho này. 10 phút nữa đó. Vâng, không anh ơi, 2 phút là nhiều lắm rồi. Khi mà Công Toại hát đến cái câu "Nhưng người em gái ngày ấy đã đi rồi". Nhưng người em gái ngày ấy đã đi rồi. Ngày ấy đó, cái nức của ngày ấy đó rất là tình cảm. Tôi cũng đồng ý với lại Ý Lan, hát rất là xúc cảm. Còn bắt đầu vô bài hát "Đập vỡ cây đàn, dẫn đời đập vỡ cây đàn", thiếu cảm xúc nhiều lắm. Anh muốn nói đây là một cái bài hát nào cũng vậy, mình phải tâm huyết hết cái tâm huyết của mình vào cái bài hát thì nó mới có hồn được, mình mới truyền tải được cái ý của tác giả muốn nói gì để người nghe thì người ta cảm xúc được. Theo chị, nếu em thành ca sĩ thì em lấy cái bài hát này làm chuẩn cho em, và em nghe cho kỹ cái bài phối này thì em sẽ khác hết tất cả mọi ca sĩ khác. Đó là như vậy. Chúc mừng em thôi. Cảm ơn chị. Thưa anh Thái Châu, anh nhận xét như thế nào ạ? Qua cái phần thi này, Hương hát cái bài "Hương Tình Cũ", thì cái lần đầu đó, khi mà mình muốn lơi một cái câu thì cái câu sau đừng lơi, để cho nó có đối nghịch lại, để cho nó thấy nó hay mà nó không bị nhàm chán. Ví dụ như "Đường về một đêm mưa gió tả tơi", câu đầu đừng lơi, thì câu sau mình lơi được. "Buồn theo gió gót chân nghe lòng rã rời", người ta nghe mình thì người ta cảm nhận được một người ca sĩ có tính toán trong câu hát nha. Nhưng mà Hương có một cái ưu điểm là càng hát càng thấm, càng hát mới càng hay, giống như xe máy dầu á, đợi cái bếp dầu nó nóng lên rồi đó mới là ngon lành. Thì lần sau coi như tuyệt vời, những cái cao độ của nốt cao đó rất là chuẩn. Bản nhạc của Ngọc Hương trình bày bản "Hương Tình Cũ", tôi khẩu phục và tâm phục. Tôi đứng lên tôi nói là bởi vì ngoài tiếng hát tốt và đẹp của Ngọc Hương, và bản nhạc này rất là khó hát, không phải là dễ hát. Bây giờ khả năng của những người ca sĩ chuyên nghiệp chưa chắc đã truyền tải được. Thì tôi không dám nói bàn về vấn đề kỹ thuật nữa. Tôi chỉ có nói về vấn đề có những cái câu mà hoàn hảo nhất, đẹp nhất và tuyệt vời nhất cho truyền đạt những cái nốt như thế này. Chỉ cái câu đó thôi, Ngọc Hương đã diễn đạt cả một bản nhạc. Và tôi hy vọng rằng Hương sẽ là một ngày nào đó đúng chung với chúng tôi là những người ca sĩ đồng nghiệp, chúng ta cùng nhau để tạo những tác phẩm về nghệ thuật và hoàn hảo nhất. Xin chúc mừng Ngọc Hương. Những điều nhắc nhở về quá khứ đâu chỉ có những thứ hữu hình như là một tấm ảnh, một bức tranh hay là một chiếc đàn đã vỡ.
Mà đôi khi chỉ cần một mùi hương cũng đủ sinh động hơn cả một thước phim hồi ức. Nhưng oái oăm thay, cái thứ hương đêm nửa sầu muộn nửa tinh khiết ấy lại đậm đà sống động đến mức có thể tái sinh cả một cuộc tình lẫn những thương đau một cách dịu dàng nhất. Và đêm nay hương cũ lại len lén hồi sinh trong... Ê, bản nhạc Hoa Sứ nhà nàng, bạn truyền tải bản nhạc này hoàn hảo, mới lạ và hoàn toàn cung cách của một trường phái bolero. Từ những vòng trước khi Lâm Bửu Hòa hát luôn luôn cho tôi những cảm xúc thăng và trầm rất là rõ ràng trong bài hát của anh. Ngày hôm nay tôi nghe có một chút gì khăng khác. Xem chừng mình để ý về kỹ thuật nhiều quá thì tâm tư và tình cảm của mình nó sẽ bị vơi đi phần nào, bởi vì nó là tình ca, nó cần được tình cảm. Cảm ơn. Nhưng thấy người ca sĩ mà mình khi mà mình tập trung diễn quá đó, khi mình thả hồn theo cái diễn xuất quá, cái đâm ra mình quên đi cái nhịp của mình. Đằng sau anh chú ý thêm giùm em một cái chỗ đó nữa. Dạ. Với cái bài hát Hoa Sứ Nhà Nàng này á, thì anh có một cái lời đề nghị với Bửu Hòa, nên nghe cái hòa âm cho nó kỹ càng. Mình vấp phải một cái lỗi dù là nhỏ trong cái cách hát của mình, trong cái sự biểu diễn của mình, là cái tinh thần mình bị chao đảo. Thì bài hát này ngay cái đoạn điệp khúc là em không có hát đúng với cái hòa âm. Đâm ra em mất cái bình tĩnh từ cái đoạn điệp khúc đến cái đột coda luôn, em bị chao đảo trong cái cục hơi của em. Nhớ là mình học cho thuộc cái hòa âm thì mình mới có cái cảm xúc được. Xin lỗi thầy Châu, dù có đúng nhịp chăng nữa, chúng ta không có những giọng hát tốt để mà đóng góp vào những chương trình âm nhạc của nghệ thuật. Và Lâm Bửu Hòa là tiếng hát đặc biệt để chúng ta chú tâm. Còn vấn đề kỹ thuật, một ngày nào sẽ đuổi được nhịp và kỹ thuật của mình sẽ nắm được. Mình ưu tiên thì có công bằng hay không? Ai cũng ưu tiên hết thì ai dở ai hay. Mà nếu mà cả một cái thí sinh, một 10 người thi mà mình ưu ái hết 10 thi người hết, thì người nào hay người nào dở? Em tin chắc là đó là một sự tương đồng giữa hai nam giám khảo Vũ Khanh và Thái Châu, khi các thí sinh đều phải cân bằng giữa yếu tố cảm xúc đó là hay hay dở và yếu tố kỹ thuật đó là đúng hay sai, và chỉ khi hòa quyện. Và chắc chắn là yếu tố duy lý là kỹ thuật đúng hay sai có thể trau luyện được, nhưng yếu tố mang lại cảm xúc cho khán giả đôi khi nó là món quà đặc biệt mà số phận ban cho những người có số phận làm nghệ sĩ. Xin cảm ơn quý ban giám khảo. Như ơi! Như ơi Như! Như ơi! Ơi! Như đây! Như! Có chuyện gì vậy Dương? Nghe nói là Như sắp về quê rồi hả? Ừ! Mai Như về rồi! Ba tháng lận á! Dương viết xong cái lưu bút rồi nè! Hay là mình trao đổi cho nhau nha! Như... Giờ đây âm thầm bên trang nhật ký, lắng xuôi tâm tư hoài mơ bóng ai xa ngàn, mà im nghe thời gian đi ngỡ ngàng, lòng vẫn vương gì mà buồn khi bước ra ngang. Một khi yêu dù xa nhau ngàn lối, vẫn yêu trong tim và luôn nhớ đời. Mà nay ôi giờ vũ quý đến rồi, nhật ký ôm vào lòng mà tiếng thương đầy vời. Đêm nay duyên buồn đưa sang
một khi yêu dù xa nhau ngàn lối vẫn yêu trong tim và luôn nhớ nhau trong đời. Mà nay ôi giờ vũ quý đến rồi, nhật ký ôm vào lòng mà tiếc thương đầy vơi. Cho tan giấc mơ lỡ mong chờ, xuôi nên bơ vơ, xuôi tình yêu xa hương hờ. Để nay duyên buồn đưa sang mùa cười, trong cõi đời nhật ký năm nào đành lòng đốt thôi người ơi. Thầm buông câu biệt nhau trong cõi đời nhật ký năm nào đành lòng đốt thôi người ơi. Thầm buông câu biệt nhau trong cõi đời nhật ký năm nào đành lòng đốt thôi người ơi. Khi nghe giọng hát của Quỳnh Như đó, cho ra một cái âm thanh là một cái thiếu nữ trưởng thành rồi, không phải là còn nhỏ xíu gì đâu. Cái này ghi có 14 tuổi mà sao hát hay dữ vậy? Hát rất là mượt mà, hát rất là điêu luyện, ngân nga tình cảm vừa phải, đúng với lại cái ý nghĩa của bài hát. Tuyệt vời quá cháu ơi. Solo cùng Bolero sẽ làm cho cháu tỏa sáng đấy. Thương con rất nhiều, con phong độ như vậy cho cô Phi Nhung. Yes. Em cảm ơn cô Phi Nhung. Quá tuyệt vời. Và cá nhân tôi là những người ngồi ở đây không phải chấm tiếng hát của Quỳnh Như nữa, mà hình như tôi đang chờ đợi tiếng hát này mỗi lần xuất hiện tại sân khấu. Tôi chỉ muốn nói một điều từ tận đáy lòng của tôi. Nếu ngày mai tiếng hát của Quỳnh Như không còn tại sân khấu này, tôi bỏ nghề giám khảo luôn. Cô chỉ nói tiếp lời của ba người giám khảo. Bài hát này là một bài hát rất là nhiều tâm tư phải đặt vào. Và đúng như tất cả mọi người đều nhìn thấy, con chỉ có 14 tuổi thôi, vậy mà hồn của con là của một thiếu nữ đã yêu, đang yêu và sẽ mãi mãi yêu. Cô quý con vô cùng. Mong ban tổ chức với lại tất cả khán giả ở đây là cái dòng nhạc này mình không có nên phân biệt tuổi tác, là con 14 tuổi nhưng mà con đóng cái vai trò là một cái cô gái như vậy là rất là hay. Thì hồi xưa như cô Hương Lan đi hát mới có 12, 13 tuổi cũng vậy thôi. Nên con mong là, cô Phi Nhung mong là ban tổ chức cũng như là khán giả ở đây cũng như khán giả khắp nơi đón nhận con thành là một người nghệ sĩ, một người ca sĩ trong tương lai. Chúc mừng Quỳnh Như. Kính thưa quý vị, câu chuyện về những bức ảnh hồi ức trong đêm là như vậy đó. Cứ lần dở theo từng bản nhạc xưa mà tìm về, để rồi khi đêm dần tàn, người ta lại chợt bừng tỉnh và xếp cất nó sâu vào trong tim như một kho báu của cuộc đời. Cứ thế yên ngủ trong một góc đời nhau cho đến chuỗi đời dài về sau. Nếu đêm nay có quý vị nào ở ngoài kia cũng như chúng tôi đang cùng lần dở những bức chân dung kỷ niệm, thì mong rằng tất cả những hồi ức trở về sẽ chỉ là những yêu thương si đắm một thời. Và xin hãy xoa dịu cho ngủ yên những chua chát của những ván tình thua cháy túi. Người ta nói đúng đó chứ, thời gian là phương thuốc tiên, có thể chữa lành mọi nỗi đau.
Bởi đêm nay, quý vị thấy không, chúng ta chỉ cảm nhận được tất cả những hồi sinh, đó là những yêu thương và hoàn toàn không có những chua chát, có những đắng cay, có những oán thán giận hờn. Và cũng đã cuối năm rồi, cũng đã vào mùa hẹn hò, mùa của sum họp, mùa của sum vầy. Cứ như thế đi, cho dù thu đã tàn và đông đã chớm lạnh, hãy cho tôi một cái hẹn đi vào cuối đông, để tôi sẽ tìm về và em sẽ đợi để chúng ta cùng gặp nhau trên đỉnh cao của Cô Liêu lạnh giá. Cho đến khi đó, có cố... Này thì cái câu đầu là mình phải ấn tượng người ta liền, cái người nghe liền. Người ơi, khi cố quên là khi lòng nhớ thêm. Người ơi, nói cho nó tình cảm chứ rốc gấp rút quá. Cái câu, cái chữ người ơi có hai chữ thôi, mình thông thả mình hát. Với lại như thế này, cả một cái bài đó, nghe Thu Hồng hát á, cái than thở nhiều quá thì nghe nó nặng nề cái bài hát lắm. Nó mà đâm ra cái sự trình diễn của mình nó không có ấn tượng. Trong cái cách hát của mình nó có cái nuance, tức là lớn nhỏ trầm bổng, thì cảm xúc nó cũng như thế. Có lúc cần một chỗ nào đó để mình nức nở, để mình vuốt ve cái tình cảm, đó là điểm nhấn của bài hát, thì mình hãy làm nha. Không phải ý cái chuyện này. Tôi đồng ý với lại giám khảo Thái Châu. Một bản nhạc mà nếu mà chúng ta cứ hát từ đầu cho đến cuối một bản nhạc cứ đầy sự đau khổ thì chúng ta khó để mà tạo được ấn tượng lắm. Hy vọng rằng sự đóng góp của tôi sẽ chia sẻ một phần nào với tiếng hát của Thu Hồng ngày hôm nay. Xin cảm ơn Thu Hồng. Thu Hồng ăn tiền ở một cái câu là hồi còi xé nát không gian. Chữ nát rất là hay. Nghe tim mình ra buồn, hồi còi xé nát không gian. Cũng thích cái câu mà hồi còi xé nát không gian của bạn. Thích cái câu đó thôi chứ còn diễn xuất quá. Cái bài nó đâu có đến nổi mà phải dữ dằn như vậy. Diễn xong rồi cái tự nhiên mình cười lên, cái cảm giác giống như là nó không có thực tế. Phi Nhung nói rằng là bài hát này nó không có cái gì quá đáng để mà đau khổ như vậy. Mà tại làm sao mà Thu Hồng lại phải dành tất cả những cái day dứt như vậy từ đầu bài cho đến cuối bài. Thì cái điều đó làm cho ban giám khảo cảm nhận là cái sức đó, cái sức mà đau khổ đó nó quá nhiều. Thành ra là nghe nó bị mệt. Đó, ý của Phi Nhung vậy đúng không cưng ha? Dạ đúng, em cảm ơn chị đứng, dạ. Chị nói bao nhiêu đây thôi, chị đừng nói nữa là em sợ. Không. Bây giờ chị nói phần chị thôi. Không, chị nói là để cho Thu Hồng hiểu rằng là từ câu nói của em giờ đi qua đến cái câu nói của chị là chị cũng thông cảm cho Thu Hồng nữa. Là tại vì khi mà chị đọc lời của bài hát này của nhạc sĩ Anh Bằng thì nó thật sự là mỗi một câu là một đau khổ vô cùng, rất là xé lòng. Tuy nhiên cũng như để học hỏi thêm kinh nghiệm của những người giám khảo này, mình vẫn có thể lơi nhẹ đi một chút để cho bài hát nó không trở thành quá nặng nề. Chúc mừng em. Tôi đã trở về đây, trở về khi màn đêm cũng đã buông xuống nơi đây. Nhưng sao chốn sự ưu hoài quá, bức tranh của cả một thời hoa mộng ngày xưa chỉ còn lại là một tấm hình, không lưu giữ bất kỳ một khuôn mặt nào nữa. Lại lê gót mòn tìm dư hương ngày xưa. Tội nghiệp chưa kìa, chắc lại là một kẻ bại trận thất tình tuyệt vọng, đi tìm kiếm lụm lạch lại một chút duyên thừa mà chính tay mình đã từng vứt bỏ ngày xưa. Mà thời bây giờ người ta dùng máy ảnh kỹ thuật số, muốn hủy bỏ đi những bức chân dung cũ không cần đến một đốm lửa cơ mà. Thời gian gió thổi mây bay, giữ làm sao được những vóc hình đã từng một thời ôm giữ trong vòng tay mà nỡ đành buông bỏ. Để đêm nay kẻ trở về trải ra trước mắt chỉ là một công viên hoang lạnh buồn đến mức ngọn đèn khuya cũng lặng im cúi đầu.
tìm dư hương ngày xưa, bao nhiêu kỷ niệm êm ái, một tình yêu thoát trên tầm tay. Tôi trở về đây với con đường xưa, đâu bóng người thương cố nhân về đâu. Tiếng buồn chợt đâu đây vọng đưa, công viên lạnh lùng hoang vắng, ngọn đèn đêm đứng im cuối đầu. Thu đến thu đi cho lá vàng lại bay, em theo bước về nhà anh. Ân tình xưa đã lỡ, thời gian nào bồi xóa, kỷ niệm đầu ai đành lòng quên. Phố buồn mình tôi bước chân lẻ loi, dây dứt trời mưa bỗng nghe mặn môi. Nỗi niềm chuyện tâm tư người ơi, xin ghi nhạc lòng thương nhớ, mình gọi nhau cô nhân u sâu. Rồi đấy. Đây là lần đầu tiên một bài hát mà Tùng Anh hát đã chạm được trái tim của cô Y Lan trong suốt những lần vừa qua. Đây là số 1 đối với cô Y Lan. Trời cho Tùng Anh một giọng hát rất là ấm áp, rất là tình tự, tự nhiên của nó mà nó đã có. Thành thử ra chỉ cần cái sự đơn giản đủ để lấy hồn của tất cả mọi người rồi. Cứ hát tự nhiên, cứ cảm xúc tự nhiên, con tim mình nghĩ nội dung bài hát này như thế nào thì mình hát ra thế đó. Mình đừng có rặn, mình đừng có nó cường điệu, nghe nó kỳ lắm, nó không có đẹp trong cái giọng hát của mình. Tôi đồng ý với lại cảm nhận của giám khảo Thái Châu. Bạn nên bỏ những cái gì mà nó hơi quá cường điệu, không có lợi cho bạn. Bản nhạc này nếu giả sử không có cái đó, Tùng Anh đạt được một điểm cao nhất trong ngày hôm nay. Hôm nay tôi thấy thiếu thiếu cái gì đó nha.
gương mặt của người bố thân thiện và vui tính đâu, có đi xem không? Dạ có ạ. Kêu ông ra làm bản nữa. Thể theo yêu cầu của Thái Châu thì bố của Tùng Anh xin tặng cho một đoạn cổ nhạc. Cái gì vậy? Hát đi là con tặng lại. Rớt chú. Rớt ở đậu à, của mình cổ cho đó. Cổ nhạc này cũng là xin gọi nhau là cổ nhạc. Ôi quá độc luôn. Rồi xin mời bố. Tôi trở về đây khi phố lạnh buồn, tên đèn khuya hiu hắt, từng bước chân khua trên lối vắng, nghe nỗi cô đơn đè nặng tâm hồn. Từng bước chân đi từng nhịp điệu buồn, con đường này ngày xưa hai đứa khuya sớm đi về, tay nắm bàn tay, sao giờ này như quán vắng cô đơn. Phố nhỏ quạnh hiu, đường dài hun hút, thương nhớ khôn cùng khói thuốc vàng tay. Đêm bước cô đơn khua buồn lối nhỏ. Dễ thương quá. Cảm ơn cái bố vấn rất đề, nhiều. Anh ơi, dễ thương nhất là nghe thì nghe bố hát, nhưng mà anh phải nhìn ở trên sân khấu Tùng Anh lip sync. À vậy hả? Anh ơi, tức là mồm nhép theo bố, tức là đã nghe bố hát từ ngày bé phải không con? Bố ha là có một cái đặc điểm mà tôi đánh giá đó, hơn Tùng Anh ở chỗ hơi của bố dài lắm. Ông ca từng chữ mà ông kéo dài từ 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 từ, trời ơi tôi quýnh đít hết trơn cái trời. Nghe là cho em xin ý kiến được không? Bây giờ em muốn anh cho hát một câu vọng cổ thôi. Anh làm đi, anh làm đi. Giờ chúng mình yêu cầu Vũ Khanh hát vọng cổ nữa kìa, mới ghê. Không có đụng hàng, kỳ này không đụng hàng, đừng hát đi. Ông làm được, tôi đặt câu tại chỗ, tôi hát theo ông luôn á. Ông làm đi, làm trước đi. Thách không? Rồi. Thách đi. Hát nha. Rồi. Thách đi. Đây là tôi làm một việc vĩ đại trong đời tôi. Thì An ơi, anh với em như là một cành hoa trôi nở giữa một vùng trời thơ mộng. Thì em đây sẽ phải được đặt trong một vòng tay âu yếm của anh. Hey. Vậy, bởi vậy do cảm ơn trời Phật cho ông hát được nhạc, chứ ông hát con nhạc ông lúa. Rồi bây giờ tới Thái Châu, anh Châu. Không thuộc thiệt. Anh chơi khôn vậy, anh biểu bố em hát rồi, anh nói là anh hát liền một câu. Ai kêu nghe lời tôi chí? Ông có hát bài này mà ông chưa có thuộc. Tôi đang lừa dối anh. Mà sao anh không biết? Tôi vẫn không bằng lòng. Thái Châu không làm được mà Thái Châu thách tôi. Tôi sẽ giữ cái mối thù này cho đến chết. Rồi. Thôi tha đi quý vị ơi, tha tôi bữa đi. Mai mốt tôi ráng tôi học thuộc câu tôi xuống cho nghe. Coi như mình cho anh nợ đây đi. Nợ đi. Bây giờ là nãy chị có hứa, thì ra bây giờ thôi chị thực hiện lời hứa với bố của Tùng Anh cùng với tất cả mọi người. Trong hàng gian khán giả bỏ tiền ra mua vui bằng những tấn tuồng trên sân khấu. Được nỗi lòng người nghệ sĩ khi cánh màn nhung khép lại đã lâu rồi. Hết. Chưa xong. Cái gì nữa bố? Bố đừng hù con nha, con không nhắc bố nữa đâu à. Thưa quý vị, tôi xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị người bạn tôi, Ý Lan. Người ơi, nước sông Hương còn thương chứ càng đò buông neo đêm vắng đời, đò buông neo đêm vắng đời ai dìa. Không phải chuyện dễ đâu. Ý Lan cũng không biết là mình hát cái gì, mình làm cái gì đó. Xin quý vị nhận cho tấm lòng của Ý Lan.
Xin cảm ơn các anh chị trong ban giám khảo rất là nhiều, đã có những cái màn ngẫu hứng rất là vui để cho chúng ta có những cái giây phút, đặc biệt là Tùng Anh được thả lỏng mình chút xíu nữa, không nãy giờ căng quá phải không? Cảm ơn quý vị. Vâng, thưa quý vị, vậy là chúng ta đã đến với phần quan trọng nhất trong đêm thi, phần mà như quý Bình đã nói rằng bức tranh tuyệt đẹp này đây sẽ có một nhân vật bước ra khỏi khung tranh của Solo cùng Bolero 2016. Nhưng trước khi đến với kết quả rằng ai sẽ là nhân vật đấy, tôi xin công bố một tin vui cho một thí sinh lần đầu được nhận trọn vẹn 4 điểm 10 để có tổng điểm là 40 đêm hôm nay và đứng đầu bảng xếp hạng trong đêm. Xin được chúc mừng thí sinh nhỏ tuổi nhất Quỳnh Như. Chúc mừng Quỳnh Như. Và với số điểm tổng cộng 39,25, xin được chúc mừng thí sinh Ngọc Hương. Đứng ở vị trí thứ 3 với tổng điểm 39 đã thuộc về thí sinh Tùng Anh. Và xin được chúc mừng thí sinh Lê Trinh. Với tổng điểm 38,5 và thứ hạng thứ 5 trong đêm nay đã thuộc về Mãnh Sư Lâm Bửu Hòa. Vậy là chúng ta chỉ còn lại hai thí sinh, Công Toại và Thu Hồng. Với điểm 10 từ giám khảo Ý Lan, 9,75 từ giám khảo Phi Nhung và đồng 9,5 từ giám khảo Vũ Khanh và Thái Châu, tổng điểm 38,75. Và 9,75 từ giám khảo Phi Nhung, đồng điểm 9,5 từ ba vị giám khảo còn lại, tổng điểm 38,25. Điều này đồng nghĩa với việc số điểm 38,25 đó cũng chính là nhân vật mà ngày hôm nay sẽ bước ra khỏi khung tranh của Solo cùng Bolero. Chúc mừng Công Toại.